gần thôi. Để gần á. Rồi, chơi tương ơi. Chơi cố lắc, cố lắc, cố lắc. Giờ anh hiểu rồi. Cố lắc, cố lắc. Chụp. Rồi. À. Gì vậy? Sáu chục rồi đó. Lầm. Ok. Ok. Ơi. Hello anh em. Nay mình có trận banh ở nhà thi đấu giải Minh Thanh. Chung với lại mấy anh em phóng viên đời sống xã hội. Thì giải sân ở Minh Thanh này đang diễn ra giải Futsal Thế giới banh quốc gia 2022 nha. Chị mở quạt cho thoáng nên thành ra nó hơi ồn. Này đã sân sàn mang đội rồ, đội này hay biểu diễn freestyle, nhưng mà đây là một đôi giày futsal, thành ra mỗi lần có kèo futsal sân sàn là mang đôi này. Này đôi này cái đế gầm nó rộng, không chế gầm nó ok. À, một thói quen mang sandal nhưng vẫn mang vớ nha anh em. À, chết rồi, hôm nay quên mang cái giày kháng lực để khởi động rồi. Dạ, giản thiệt. Em 43. 43 hả? Bự chân anh hả? 42 rưỡi. 42 rưỡi chắc em mang vừa quá. Trên cho anh thì anh mang 42 rưỡi luôn hả? Ừ, trên bự mà. Ok vậy. Chà bá luôn. Kìa không? Không. Cổ chân có sao không vậy mà sự thấy to to vậy ta? Không. Có bị gì không? Bị lật xương mi thôi. Lật xương mi mấy lần rồi hả? Ổn không? Giờ còn đau không? Không, hả? Ờ, thấy to to rồi. Nhưng mà hồi đó bị là bị sao? Thì như nè, cứ vậy là lật nè. À, cứ vậy là lật. Lúc đó bị sao? Để vậy thôi hết hả? Bị chùm đá hết. Chùm đá hết, thì chắc bị nhẹ. Sẵn nói cổ chân, đó, có cổ chân luôn nè. Này biết nãy gì không? Rồi không biết luôn. Tendo artist. Nè, anh mổ gói, anh xài này. Cho nó bỏ dây chằng. Chằng. Ờ. Nó cũng cung cấp collagen cho dây chằng. Hộp này 300 mấy á. Nhưng mà bị gỗ chân thì xài này cũng được. Mấy gì? Hả? Trong đây là 2 vỉ 30. 30 ngày xài 2 viên. Xài được 30 ngày. Hộp xài được tháng. Cung cấp collagen cho dây chằng đầu gối, dây chằng cổ chân. Này cũng tốt. Tốt không? Ủa anh biết cái này hả anh nhỉ? Trước anh làm 2 hộp rồi. À xài 2 hộp à hả? Ghê ta. Bữa anh bị lật cái khớp của anh nè. Dạ. Từ bên này nó lật sang bên này luôn. Lật cái khớp? Cái khớp này nè. Từ bên này nó lật sang bên này luôn. Ghê anh. Phải đi nắn á. Phải nắn lại hả? Ổn không? Bây giờ ổn rồi chứ. Rồi làm sao? Thì anh đang định mua thêm nên có phải nó bị căng thôi này. Em biết này em cùng. Không biết hả? Biết nhưng mà chưa xài. Chưa xài hả? Biết chưa xài. Không em. Không biết luôn. Đâu. Này nổi tiếng quá mà không biết. Báo biết nè em báo. Không. Không biết luôn. À. Trước cái buổi ngày hôm nay mình có đi xem giải vô địch quốc gia. Mình cũng đi dạo dạo hỏi han các khán giả xem giải futsal ở đây, xem họ có biết gì về sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho dây chằng này hay không. Và kết quả là như thế này nè. Hay quá, gầm Phú đây, anh Phú không biết này là gì luôn à. Này là Tendo Ati. Nhưng anh đâu có rảnh, à. Chỉ tiếng Việt thì anh biết. Ờ, à, này uống này nó tốt cho dây chằng lắm á. À, thuốc. Thực phẩm bổ sung, thực phẩm bổ sung. Cái này nhiều người hay hiểu nhầm. Tendo Ati không phải là thuốc nha. Nó là thực phẩm bổ sung hỗ trợ dinh dưỡng cho dây chằng. Uống, uống. À, đúng rồi, cái này uống. Em bổ xong em uống này 300 mấy. 300 mấy. Uống được mấy năm. Thì uống con tháng hết rồi. Uống con tháng hết rồi. Em biết này là gì không? Tendo Ati, biết này là gì không? Biết luôn. Ủa cái này xịn lắm á, mà không biết hả? Em biết cái này là gì không? Nhìn vô đoán được. Biết là gì không? Thuốc uống cho này. Nhưng mà biết nó bổ cho gì không? Bổ cho cổ chân với lại sơ mi. Ok, cũng được á. Đúng không? Thèm phải gì không? Phải không? Phải không? Phải không? Phải không?
Em nghĩ là nó bổ cho dây chằng. Ồ, chính xác luôn. Đúng rồi, cái này là có tốt cho dây chằng đó. Em mổ ở đâu vậy? Em mổ ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương á. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương hả? Em mổ hồi thời gian nào? Tháng 2, 2000, năm nay luôn nè. Thôi là mổ sau á. Mổ chứ anh rồi. Dạ. Em là mổ chứ anh á. Em bị chân phải. Bị vô banh sao mà. Trụ bị hay là người ta đá vô? Em bị trụ á. Trụ xong xây trụ á. Xây trụ hút cái giò luôn đúng kìa. Dạ. Của em mổ bệnh viện công nó đỡ. Đỡ tốn tiền đúng không? Dạ, đúng rồi. Anh thì giá hơi cao. Em có coi vlog của anh, anh biết rồi. Em ủa, anh nhưng mà mổ xong rồi có tập? Em có anh, em tự tập. Tự tập ở nhà hả? Rồi cơ bắp này nó ổn hết chưa? Em bị teo. Teo cơ hả? Nè, em nhìn hai chân rồi. Bên đây nhỏ bên hơn. Đây nhỏ. Nhưng mà ngoài tập, tự tập thì có bổ sung dinh dưỡng gì không? Thì em cũng ăn uống điều độ bình thường. Dạ. Không có bổ sung gì hết. Thì bị mổ mấy này á là cần bổ sung collagen á. Thì anh đây xài cái Dendroactive này nè. Thì khi mà mình nối dây chằng hay là mình tái tạo mới á thì cái này nó giúp cho hình thành collagen trong cái sợi chằng thì nó chắc ăn hơn. Hồi đó giờ chưa biết, không ai nói em này luôn. Cái này mới. 300 mấy một hộp. Một ngày xài 2 lần. Sáng chiều. Sáng viên chiều viên. Thì đây hình như là xài đường tháng. Xài đường tháng. Mở rồi thử coi. Chị em bóp siêu luôn. Quá đã luôn. Ở đây một vỉ là 1, 2, 3, 4, 5, 15 viên. Hai vỉ là 30. Đúng không? Hai vỉ. Đúng rồi, hai vỉ. 30 viên. Thì 30 viên này xài được 30 ngày. Thôi tặng em vỉ nè. Dạ em cảm ơn anh. Trời, đó, cảm ơn anh. Xài thử coi sao. Dạ. Nếu cảm thấy nó ổn hơn thì mua sử dụng tiếp. Một màn phỏng vấn rất thú vị ở đây. Em tên gì? Bây giờ chưa dạ, ở đây. Em tên Hưng. Hưng hả? À? Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 17. 17 tuổi. Ôi, mới 17 tuổi rồi đứt dây chằng thôi. Đó, thiệt mà. Trời ơi, ghê vậy. Em hiện tại là em đang học lớp 12 á. Ghê hả? Rồi lúc đó mổ rồi đi học sao? Thì em nghỉ khoảng một tuần. Là tuần sau là em chống nạn đi học luôn. Ok. Mà người ta cho tự chống nạn đi mà em về nhà. Ví dụ anh mổ xong 3 ngày đúng không? Là tầm 4 ngày thứ tư là bắt đầu em bỏ nạn em tập đi. Em không cần nạn em đi. Ok. Là bắt đầu em tập đi từ từ là em đi học em cũng đi cày nhắc. Dạ. Yeah. Là biết em hết. Rồi còn trẻ mà đứa dây chằng sớm quá hơi tiếc. Thấy bạn này chấn thương từ quá sớm nên mình cũng buồn. Thôi thì chúc cho bạn mau chóng hồi phục, tập luyện đúng cách, bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ để sớm trở lại với bóng đá nha. Còn giờ thì trở lại với trận thi đấu thôi. Đây, gia hữu bên kia, ban tổ chức cộng với lại các huấn luyện viên của các đội Futsal tại giải Cúp Quốc gia 2022. Chà, kèo này căng nha. Bên kia toàn mấy ông huấn luyện viên đá kinh lắm, làm sao mà chơi lại đây. Tập luyện thường xuyên, cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Đá khởi động kỹ càng. Nơi sân sàn cũng hơi ngán thiệt. Futsal thì đá cũng rất là mệt. Nhưng mà thôi, ghiền mà. Thuộc máy truyền hình còn để đây luôn. Không sao mất đâu. Rồi, quá đã luôn, sàn gỗ. Sàn gỗ, 5 người. Futsal. Yeah. Và dành cho những anh em quan tâm đến viên uống Tendroactive này, đây là sản phẩm không phải là thuốc. Nó bổ sung dưỡng chất, nuôi gân và dây chằng, xuất xứ đến từ Tây Ban Nha. Một hộp 2 vỉ có tổng cộng là 30 viên. Giá bán là 360.000 đồng, được bán tại các nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Hoặc anh em có thể mua qua link trong phần mô tả. Công viên thể thao với lại... Ở mấy thế này, sao tôi phải vô trước này? Làm lỡ cho tôi ra. Trời. Phải đăng báo truyền lên cho Hòa Dư. Không có cú dứt điểm. Lại truyền về rồi. Truyền qua truyền lại. Truyền lên rồi truyền xuống. Giống Tây Ban Nha quá anh em ơi. Mực mà vậy ta. Tiếp tục. Truyền qua truyền lại. Rồi lại truyền lên truyền xuống. Tiếp tục truyền qua truyền lại. Truyền ngang truyền xuống. À, cơ hội đây rồi. Rồi, không dứt điểm mà chuyển về. Ồ. Lụm. Cú đá chưa đủ hiểm. Một pha dốc tốc độ vô trung lộ của thủ số 7. Đứng kia.
Dứt điểm. Chết góc A. Em chuyện nhỏ con. Khoan đăng báo. Nhét lên. Đang đẩy biên. Chị ngang rất chống chạy. Wow. Không vào. Vậy ra ngoài. Cuộc Coutinho. Chuyền về cho anh Quang. Quang chuyền qua cho anh Nghĩa. Rồi anh Quang với cuộc Coutinho đổi biên. Rồi nhét lên không thành công. Mất banh rồi. Làm gì đây? Số 7 không ai kèm kia. Trời ơi. À. Xích chết, xích chết. Phần góc cho thủ phóng viên đời sống xã hội. Chuyền về cho anh Quang rồi. Cuộc Coutinho. Quá. Động tác giả rất hay. Sút được. Chuyển lên. Đối diện thủ môn. Không vào rồi. Cú dứt điểm của Hoàng Anh. Tiếp tục là đá góc bên cánh trái. Hoàng Anh trở về cho cuộc Coutinho. Quyết định xuống từ giữa sân. Không vào. Cú dứt điểm rất mạnh của cuộc Coutinho. Hoàng Anh nhét bóng lên. Ôi. Cơ hội. Trời ơi, vậy còn đá trúng chân của môn nữa. Vẫn còn những pha bóng lộn xộn. Và bây giờ là tấn công cho cao thủ ban tổ chức. Ban trọng tài, anh Dũng Trương. Làm gì đây? Rồi sau luôn. Hết tình huống. Hết hiệp 1 rồi anh em ơi. Tỷ số không đều. Bắt đầu hiệp 2 và mình được đá chính nha anh em. Úi trời ơi, mới vô trả banh cho đội bạn rồi. Dạ, yeah, không sao, vẫn còn anh Giang ở đây. Néo em. Em gái. Úi, lại trả banh cho đội bạn rồi. Trời ơi, người của em anh Tâm ơi. Hả? Nữa hả anh? May quá, vẫn về lót kịp. Anh này nhét bóng lên nè, giữ người lại, quệ tiền. Quá đơn giản. Về tình huống vừa rồi ha. Đây. Đồng đội mình ở đây. Bóng này chuyền qua. Thì mình đang còn ở dưới đây, thì đây là người của mình. Mình sẽ bước lên đây mình theo ha. Nhưng mà anh này anh không quan sát, thành ra anh không biết là mình bước lên, nên ra là anh không biết. Hoặc là một khái niệm là anh không bắt một một á, anh bước qua anh theo anh này. Thì dĩ nhiên khi mà anh này bước qua theo anh này thì mình phải lót cho anh rồi, mình phải lên đây. Chứ lẽ là đúng là anh này đứng yên, mình bước lên. Bây giờ anh này bước ra lót cho mình thì ok, mình sẽ đổi người, mình lên đây kèm theo bạn này. Nhưng mà không, khi mà bên này trả về, anh này quay lại mà đúng ngay lúc mà mình bước lên đây lót. Đây, thấy chưa? Chết đâu, không ai theo kèm. Lẽ ra phải đổi người ha. Nhưng mà tình huống vừa rồi may mình vẫn kịp về một lót kịp thời ha. Anh em chú ý nha. Ok, số 8 đổi người với mình, hợp lý rồi. Rồi, từ 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 từ. Bỏ bỏ bỏ. Vậy lại, vậy lại, vậy lại. À, cú sút chưa đủ hiểm, phải đá qua hai góc mới mong đánh bại được thủ môn. Ở ngoài vừa nhắc, hết trái thay tổ. Yeah. 3-1, nhanh lên. Rồi xong, đội bạn đã kịp lót rồi. Cái nữa. Đã. Kiếm 30k không dễ tí nào. Rồi lấy keeper.
ghê. Trời, mới đá chưa được bao nhiêu đã thay tổ rồi. Đá chưa đá miếng nào luôn á. Thôi, một. Không được. Bài quá. Ồ, ba người hay quá. Ồ, không sao. Đúng cột. Ô là là, 3 đánh 3. Thằng trái. Phải sút ra góc mới ăn được, sút giữa không ăn thua. Rồi xong, không đều. Không có bàn thắng luôn. Trận tiếp theo, phóng viên Đời Sống Xã Hội gặp các huấn luyện viên của các đội futsal trong giải vô địch quốc gia. Cùng điểm danh xem có ai nhé. Rồi. Nguyễn Tuấn Anh, huấn luyện viên câu bộ futsal Sahako. Rồi, đúng rồi. Trần Di Hiếu, trưởng đoàn đội bóng futsal Savinex Khánh Hòa. Rồi, hiểu rồi. Anh Trung Núi, giám đốc điều hành câu bộ futsal Thái Sơn Nam. Trung. Anh Thiện, trợ lý huấn luyện viên câu bộ futsal Thái Sơn Nam. Rồi. Lại được tiếp tục đá chính nha anh em. Mới vô tung liền cú sút cầu mây. Rất tiếc bóng lại đi thiếu chính xác. Theo 1-1 cho dưới đá 3-3. Đây. Đây. Áp luôn. Áp. Từ từ được, từ được. Ok. Nhìn ánh mắt anh Trung Núi là biết ý đồ rồi. Cắt liền. Hey. Tiến về hỗ trợ đồng đội, tổ chức bức tường nè. Nhầm về. Sử dụng động tác giả, chạy ra biên, sau đó cắt vào giữa. Sút được. Lâm, trời ơi. Ok, ok, ok. Qua đâu, qua đâu. Trời ơi, vô lê tẹt. Yeah. Qua đây, đỡ biên, đỡ biên. Bỉ rồi, đã bỏ lên trên. Hey, giữa. Ủa, thay tổ nữa rồi hả? Nhanh quá vậy. Thay 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 thay. Một. Vẫn còn ghiền lắm nha anh em. Đã. Ok, đi được. Chết thôi. Hết Giang ơi. Ok, đi luôn câu. 3-1. Đại diện gôn. Trời ơi. Top. Ừ. Ok. À, bóng nằm trong tay gôn. Thôi lưng kìa. Bên đây nè. Thôi lưng kìa. Cắt cắt cái cầu đi cầu đi cầu. Đi cầu, rồi xong. À, sút luôn. Ok. Không sao. Chặn gôn rồi. Số 2 lùi đi. Đi đi đi. Đi luôn. Đi luôn. Ok, đi luôn con. À. Không sao. Ok. Thấy người luôn. À.
Rồi thua trước một trái luôn. Cắt ống tốt. À, phạm lỗi rồi. Phải đăng báo. Đã phạt nhanh. Dứt điểm. Cú đá vẫn còn hiền. Được. Ừ. Lụm. Trời ơi. Chết tôi, 3-1. Trả về. Ừ. Ok. Tốt câu. Hết hiệp 1 thì gác một trái. Và giờ là hiệp 2, mình vẫn chưa được vào lại. Thôi qua luôn. À, chết tôi. Ồ, bật tươi hay. Ừ, không vô. Ok. Cự ly đó đá chấm cột nữa. Rồi xong, 3-2. 2-1. Về kịp rồi, không sao. Ừ, Tuấn Anh chậm. Báo đi bộ về luôn. Ừ. Giang ơi, báo trên này nè Giang. Ủa? Kỳ vậy? Ok, chị ngang. Thở oxy hết rồi, ráng đá hoài. Ok. 4-3. Ok. Hay quá vậy, 30 nữa. 60 rồi đó. Lụm. Ok. Phối hợp bật tường hay. Một bàn thắng rất đẹp mắt. Các cầu thủ huấn luyện viên Busan tổ chức đá 5 cầu. Ok. Ơi. Cú đá rất tốt từ sân nhà của anh Hoàng Giang. Rất tiếc bóng là trúng cột dọc. Lắm. Cái nữa. Ô. Luôn nha. Ôi, mất 30. Ừ, không sao. Trả về. Đường đâu đang ngang, dọc biên. Ừ, trúng cột. Mày rồi, hai bên đều mày. Ok. Khung thành mở trong. Trời ơi. Thua. Không sao. Ừ. Trời ơi. Thua luôn. Nhức đầu thiệt. Sau những pha lộn xộn thì cũng có bàn thắng cho các cầu thủ huấn luyện viên Busan. Đánh đầu. Thầy đã nâng đi.
Cao thủ huấn luyện viên Busan chiến thắng với tỷ số 2-1. Ok, trải nghiệm chút sân sàn của giải Busan Thế Văn Vô Địch Quốc Gia tại nhà thi đấu Lãnh Thân, thành phố Hồ Chí Minh. Rất đẹp, áo 2023. Ba. Đó. Trên đồ ạc tích bổ sung collagen cho dây chằng, đầu gối, cổ chân. Phẫu thuật xong á thì sẽ cần rất là nhiều collagen để phục hồi cho dây chằng, bổ sung là hợp lý. Những anh em nào bị giãn dây chằng của đầu gối hoặc là của cổ chân đều có thể sử dụng này để giúp cho cái sợi chằng nó có collagen để mau hồi phục, sẽ mạnh tốt được cho anh em. 360.000 bán tại các nhà thuốc Lâm Châu trên toàn quốc và có thể mua online. Ai muốn mua thì mình để link cho phần mô tả, anh em có thể ghé xuống và click vào mua nhé. Rồi vậy đi, anh em thấy video clip này hay nhớ like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới nhé. Mình là Phạm Thi, xin chào hẹn gặp lại, bye bye. Anh em nào xài cái này rồi nhớ để lại comment nha.